Bữa nay ngày 22 tháng 9 nha. Mình hỏi là mọi người hỏi là mình có bán heo giống không, thì tất nhiên nuôi là phải bán nha cả nhà. Ở đây là những con heo giống mình giao nè. Cái này là giao cho anh Huy ở Chi Tô An Giang nha. Đó, thì mình bán tại trại. Còn nếu giao đi xa là phải vận chuyển nha, có phí vận chuyển nha. Đây là heo giống và heo cái. Cả nhà nhìn thấy không? Đó, anh Huy này anh mua là cũng mua đồ rất là dễ luôn. Heo à, mình quay cho cả nhà xem. Thì như vậy là mình vô lòng hết nha. Vô lòng hết. Vô lòng và vô xe xuất phát nha. Cả nhà đi theo mình nè. Còn nữa, ảnh mua tới con số cũng rất là đẹp. Mình khuyên ổng mua con số rất là đẹp. Là 7 con heo cái. 7 con heo cái ha. Anh này nuôi ở trên Chi Tô An Giang á. Heo giống đó, heo cái đó. Thì tất cả những con heo nha, mình quay cái clip lại luôn, nãy chưa quay, quay cái clip lại luôn. Đây. Heo trước khi mình bán cho khách hàng là mình kiểm tra rõ trơn rồi nè. Cả nhà thấy nó lên giống không? Đây nha. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Dưới cái tay mình nè. Đó, nó mới rất là đẹp luôn. Bộ phận sinh dục của nó rất là đẹp. Đây nè. Nè, cái con trong đây nè. Đó, cả nhà thấy không? Để xa chút. Để xa chút sao nó bị mờ ta. Đó, rất là hồng hào nha. Hồng hào đẹp lắm. Nghe giống. Anh Huy này anh đặt cũng 2 tháng trời á. Heo giống mà đặt trước. Giờ đi vô coi nữa ha. Đi vô coi tóp heo giống nữa. Đây nè, đây đây là heo đực nha. Heo đực nè. Heo đực giống. Heo cái nè. Hồi nãy là 4 là còn 3 phải không? Nè. Thì trước khi bán là mình đã kiểm tra cho khách hết rồi. Nè. Đó. Hai con trong đây cũng vậy. Heo rất là đẹp luôn. Coi gỡ dây ra đi. Nè. Heo lên giống rất đẹp nha. Đây 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 đây. Từ từ, đừng có ấy con à. Nè. Thấy không? Mình nói cái điều này để làm gì? Để cho các bạn thấy là không có chuyện mà con heo mình giao cho các bạn mà không đẻ nha. Cái đó là rất là hiếm xảy ra. Đó, thì trường hợp chỉ có thể là do các bạn nuôi quá mập con heo nâng thôi. Nhưng mà trong quá trình nuôi mình theo sát thì nó sẽ không có chuyện đó nha. Đóng cửa rồi. Nè, thấy không? Rất đẹp luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Cả nhà xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.